tất cả những viên kim cương Kỳ Lân đính lên là những viên Kỳ Lân đã tuyển chọn đẹp nhất có thể, thêm cái option custom full kim cương vòng bezel này nữa thì chiếc đồng hồ trở nên lộng lẫy hơn. Thì size 38 này thường là dành cho nam trước đây, nhưng thời buổi hiện nay, theo xu hướng hiện nay thì phụ nữ thường lại thích đồ to, cho nên là size 38 này có thể dùng như sẽ được cho nam và nữ. Kỳ Lân trân trọng kính chào tất cả quý khách đến với Kỳ Lân Luxury. Và hôm nay Kỳ Lân trân trọng giới thiệu một siêu phẩm. Bởi vì sao là siêu phẩm? Bởi vì cái đồng hồ này là một chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu Hublot. Chiếc đồng hồ này là chiếc đồng hồ Hublot Classic Fusion. Nhưng tại sao Kỳ Lân nói là siêu phẩm? Bởi vì ở vòng bezel của chiếc đồng hồ này, Kỳ Lân đã custom lên những viên kim cương thiên nhiên. Tất cả những viên kim cương Kỳ Lân đính lên là những viên Kỳ Lân đã tuyển chọn đẹp nhất có thể. Đẹp nhất có thể, Kỳ Lân dùng từ đẹp nhất có thể. Bình thường một chiếc đồng hồ Classic Fusion mặt trơn thì đã đẹp lắm rồi, đã đẹp lắm rồi. Và hôm nay thêm cái option custom full kim cương vòng bezel này nữa thì chiếc đồng hồ trở nên lộng lẫy hơn. Và sản phẩm này đang có mặt tại website của Kỳ Lân Luxury, tại showroom của Kỳ Lân Luxury. Hoặc là quý khách nào đang sử dụng những chiếc đồng hồ Classic Fusion hoặc là những chiếc đồng hồ khác, hoặc là từ những hãng khác như là Rolex, Patek Philippe, vân vân chẳng hạn, muốn custom như vậy thì hãy liên hệ với Kỳ Lân để Kỳ Lân custom thành những siêu phẩm trở nên hoàn hảo hơn, từ chất liệu thép, titan, vàng. Nói chung là những sản phẩm cao cấp đến từ những thương hiệu lớn thì quý khách có thể liên hệ với Kỳ Lân để Kỳ Lân custom theo yêu cầu. Rồi quý khách xem Kỳ Lân đeo vào tay thì nó đẹp như thế nào nha. Đây là chiếc đồng hồ Hublot size 38. Thì size 38 này thường là dành cho nam trước đây, nhưng thời buổi hiện nay, theo xu hướng hiện nay thì phụ nữ thường lại thích đồ to, cho nên là size 38 này có thể dùng như sẽ được cho nam và nữ. Và dây cũng vậy. Về dây này thì của hãng Hublot họ làm bên trong là cao su, bên ngoài là họ làm cái da cá sấu. Vì vậy nếu như quý khách đang đeo những cái dây cá sấu màu mình chưa thích, hoặc là tự nhiên mình thích màu khác thì hãy liên hệ với Kỳ Lân để làm những dây cá sấu, hoặc là muốn thay lại da cá sấu thì hãy liên hệ với Kỳ Lân luôn. Hoặc là quý khách đang đeo những hãng đồng hồ khác, những đồng hồ nổi tiếng khác mà muốn làm dây da thì liên hệ với Kỳ Lân nhé. Vâng, và như vậy video clip này xin được phép kết thúc. Kỳ Lân trân trọng cảm ơn tất cả quý khách đã quan tâm, theo dõi và đồng hành cùng Kỳ Lân Luxury. Cảm ơn tất cả quý khách đã dành thời gian quý báu của mình để mà xem clip và ủng hộ Kỳ Lân. Một lần nữa, nếu như yêu thương Kỳ Lân thì hãy subscribe đăng ký kênh YouTube này, cũng như like theo dõi trang fanpage này để cập nhật nhiều video hấp dẫn mới trong thời gian sắp tới. Hoặc có thể truy cập trực tiếp vào website kỳlanluxury.com để xem những danh mục, những sản phẩm của Kỳ Lân nhé. Hoặc gọi cho Kỳ Lân theo số hotline 0901 247 247, hoặc kết nối qua Zalo cũng là số hotline 0901 247 247. Đội ngũ chuyên nghiệp của Kỳ Lân Luxury sẽ phục vụ tất cả những sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao đến với tất cả các khách hàng. Trân trọng cảm ơn, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.